Cần một chiếc xe 7 tấn mà là cần thùng đẹp này, chắc khỏe chở khoảng 14-15 tấn được, thì chắc chắn mình phải chọn một là Hyundai, hai là Hino rồi. Ở đây thì mình có một cô Hyundai. Hyundai thì được cái là nó rẻ hơn Hino rất là nhiều, nên là anh chị có thể lựa chọn nhá. Đây là dòng New Mighty 110SP. Thì dòng này có tải trọng là 6,9 tấn, thùng của nó là 4,9 m, thì phù hợp với anh chị nào cần chở hàng nặng nhá. Sau đây mình sẽ giới thiệu cho anh chị một cái phiên bản thùng mà cái thùng của nó rất là đẹp, mà vừa đây là vừa giá rẻ mà vừa đẹp, đây, động cơ Hyundai chính hãng nữa. Đây là dòng Hyundai 110SP nha anh chị nhé. Đấy, cái đầu của nó thì thiết kế này thì ở ngoài đường chạy rất là nhiều rồi, vẫn như ngày xưa thôi, nhưng được cái là nó bền và chắc anh chị. Đầu này thì cứng cáp ha. Đó, có một bít liền ha. Những khung chữ A này thôi khỏi bàn. Đây, thiết kế cabin đơn giản. Thực ra anh em mình chạy xe thì cũng không cần phải cái trong cabin nó hiện đại lắm đâu anh chị. Con này nếu anh chị thích nhá, mình gắn thêm một cái màn hình Android hoặc là mua cái tẩu Bluetooth vô được rồi. Đây, yên thì nó bọc da phía sau rồi, anh chị nào thích bọc phía trước thì mình bọc luôn ha. Tốt nhất là mình ngồi xong một thời gian nó dơ thì mình bọc, chứ bọc luôn lúc mới mua về nó phí lắm anh chị. Đó, mình cứ xài cho nó dơ đi cho mình bọc. Còn trần thì không cần ha, nó làm bằng nhựa rồi, nhựa mềm nhá. Đó, xe thiết kế vậy. Cái này anh chị là một số anh chị chưa biết này, cái đèn thùng nha. Nói chung cabin thiết kế thì vẫn cổ điển như xưa, đóng chắc nịch. Đấy, đây động cơ nó, động cơ Euro 4 anh chị nha. Anh chị cứ bảo động cơ điện nó bị gọi là khó sửa chữa, thì đồng ý là nó khó hơn xe động cơ Euro 2. Nhưng mà dòng riêng dòng Hyundai này thiết kế rất đơn giản nè. Rồi, hôm nay nói tới cái thùng. Thùng của nó 4,5 m, rộng 2 m anh chị nha. Thì cái thùng này á, 4,9 m nhá. Đây là bên mình đóng cái thùng nhôm này, tay khóa bản lề nhôm hết. Đây, nhôm thẻ luôn anh chị. Lườn là bằng inox. Đấy, cản inox bọc composite rất là đẹp luôn. Đây là một cái giải pháp cho anh chị nào muốn thùng vừa chắc vừa khỏe vừa đẹp. Đây là một chị là mua về chở gạo anh chị. Cái thùng nhôm này thì nó sẽ tránh mình bị xước. Chở gạo thường anh chị sẽ mua thùng nhôm này, nó tránh bị xước rách cái bao gạo anh chị ha. Thùng inox thì nó hay bị xước dăm ra. Đó, đây chị có thể thấy này, cái xe này bên em sơn hết, mặc dù kèo làng kẽm rồi nha, vẫn sơn lên cho anh chị luôn màu trắng, nhìn xe cực kỳ đẹp luôn ha. Đó, sàn là sàn bằng inox anh chị, dày 2,5 l luôn, inox 430 dày 2,5 l. Đó, đây chị có thể thấy này. Đó, thì anh chị nào cần một cái thùng hàng chắc khỏe thì gọi liên hệ ngay cho em nhé. Liên hệ ngay cho em với cái xe 110SP này. Xe này thì chở khoảng 45 tấn bình thường, đôn cái nhíp lên thôi. Máy của nó tới 3.7 lít nên là cực kỳ khỏe rồi anh chị. Nếu nói về phân khúc xe Hyundai mà lắp ráp Việt Nam thì xe này đang khỏe nhất, kể cả so với các gia hãng xe khác. Đó, thì giá con này bây giờ chỉ hơn 700 triệu thôi anh chị ha. Hơn 700 triệu một chút chúng ta có xe này rồi. Giá bây giờ cực kỳ rẻ luôn, đang khuyến mãi là tặng 50% trước bạ nữa. Nên là anh chị nào cần cái dòng Hyundai, thứ nhất khỏe, thứ hai là bền, thứ ba là giữ giá, thì mình mua dòng này Hyundai. Còn nếu anh chị muốn xe mà thùng dài, rộng, cao thì mình có thể lấy dòng Jack kia. Jack kia thì giá cũng chỉ có hơn 700 thôi, mà nó là 9 tấn mốt luôn anh chị. Thùng nhôm cực kỳ đẹp luôn anh chị ha. Đó, con Jack N900 tải 9 tấn mốt chở được 10 tấn. Con này thì chở được là 7 tấn 7 anh chị ha. Đó, cực kỳ đẹp anh chị nhé. Anh chị nào cần một cái thùng hàng mà tiết kiệm, chúng ta chỉ cần bửng nhôm, sàn inox, lườn inox, đấy, chúng ta chở cơ bản thì chúng ta lấy dòng này. Rồi, xin chào tạm biệt tất cả anh chị. Anh chị hãy nhớ like và follow nhé anh chị nhé. Rồi, có vấn đề gì anh chị cứ liên hệ ngay mình sẽ giải đáp nhé.